Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản và xác minh danh tính ở trên Binance từng bước một từ A đến Z, và chúng ta sẽ làm tất cả những điều này chỉ trên chiếc điện thoại mà thôi. Đầu tiên thì các bạn có thể ấn vào phần xem thêm ở phía dưới video này. Thì mình có để link đăng ký Binance nhận thưởng 600 đô, thì nếu các bạn đăng ký bằng link này, các bạn sẽ nhận được giải thưởng lên tới 600 đô, thì mình sẽ ấn vào đây. Rồi, mình sẽ mở bằng Safari. Ok, ở đây thì họ cho phép đăng ký bằng email và số điện thoại, thì mình sẽ ấn vào phần này. Được rồi, thì các bạn có thể điền email hoặc là số điện thoại vào đây thì họ sẽ gửi mã về. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký bằng số điện thoại luôn. Đây, thì mình sẽ điền số điện thoại của mình vào đây. Được rồi, các bạn ấn vào phần sau. Rồi ấn vào phần là tiếp theo. Được rồi, thì họ sẽ gửi một cái mã về cái số điện thoại các bạn, thì các bạn điền vào đây. Đây, mình đã nhận được mã rồi thì mình sẽ điền vào luôn. Ok, và nó sẽ tự động nhảy sang cái phần đặt mật khẩu. Phần đặt mật khẩu này thì các bạn chú ý cho mình một chút, đó là nó cần phải có 8 ký tự, một chữ số và một chữ viết hoa. Ví dụ mình sẽ lấy mật khẩu là xin chào 123 và chữ x ở đầu mình sẽ viết hoa. Đây, xin chào 123 và chữ x ở đầu viết hoa. Và như các bạn thấy là nó đã đủ hết tất cả các điều kiện rồi. Mình sẽ ấn vào phần là tiếp theo. Được rồi, đến phần thiết lập tài khoản thì ở đây có ID giới thiệu. Đây chính là cái mã giới thiệu, cũng đồng thời là cái mã để các bạn có thể nhận được giải thưởng lên tới 600 đô la. Thì ở đây là nó đã liên kết rồi. Rồi, cập nhật các cái thông tin tiếp thị thì các bạn cứ bật lên cho mình. Rồi, các bạn ấn vào phần là tiếp theo. Duy trì đăng nhập. Ở đây thì các bạn cứ ấn vào có cho mình. Ok, và như vậy là chúng ta đã vừa tạo xong một cái tài khoản ở trên Binance rồi. Tuy nhiên thì tài khoản này chưa xác minh danh tính. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ đến với bước Identity Verification, tức là xác minh danh tính. Thì ở đây mình sẽ tiếp tục bằng cái trình duyệt này luôn. Mình sẽ ấn vào phần tiếp tục trên trình duyệt. Ok, xác minh tài khoản ngay. Địa chỉ thường trú là họ đang để Việt Nam rồi. Đúng rồi. Một vài các cái thông tin giấy tờ mà mình phải chuẩn bị. Ok, rồi. Mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục. Chào mừng đến với Binance, tên bạn là gì? Thì các bạn chú ý cho mình phần này, các bạn cần phải điền đầy đủ tên của bạn giống như ở trên căn cước công dân nhé. Như mình tên là Nguyễn Tùng Dương và viết hoa hết thì mình sẽ điền vào đây. Đó, như các bạn có thể thấy là ở đây nó yêu cầu nhập chính xác tên ở trên giấy tờ này và chỉ ký tự tiếng Việt đây. Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Tùng Dương. Ok, mình ấn vào phần sau. Rồi, mình ấn vào tiếp tục. Quốc tịch của bạn là gì? Thì quốc tịch của mình là Việt Nam, họ cũng điền sẵn rồi. Mình sẽ ấn vào phần tiếp tục. Ngày tháng năm sinh của bạn, thì các bạn chú ý cho mình phần này là nó sẽ yêu cầu các bạn điền năm trước, sau đó đến tháng, rồi sau đó đến ngày. Như ở đây là mình vào sinh vào ngày 29 tháng 6 năm 1993 chẳng hạn, thì mình sẽ điền vào đây. 1993 này. Tháng 6 này. 29 này. Ok, được rồi, giống như ở trên căn cước công dân rồi. Thì mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục. Xác định địa chỉ thường trú của bạn. Thì các bạn chú ý cho mình phần này, các bạn cần phải điền ở cái nơi thường trú nhá. Ở cái nơi thường trú. Ví dụ mình ví dụ ở đây là 123 phố Huế chẳng hạn. Thì mình sẽ ấn vào đây là 123 phố Huế. Đó, như các bạn có thể thấy ở đây nó đã check ra được luôn cái địa chỉ của mình là 123 phố Huế, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội đây. Thì mình sẽ ấn vào đây. Còn trong trường hợp nếu mà các bạn không check được ra thì các bạn cứ điền đầy đủ giống như ở trên chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân các bạn vào đây là được rồi. Ok, tiếp xuống cái phần ở dưới này là mã bưu điện thì nó không bắt buộc, các bạn không cần phải điền. Thành phố thì nó đã tự động điền cho mình là Hà Nội và vùng quốc gia là Việt Nam rồi. Ok, thì mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục. Được rồi, giờ đến bước xác minh giấy tờ. Thì bước này các bạn cần phải chụp chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân của bạn lên đây. Thì ở đây họ có đề xuất là căn cước công dân và chứng minh thư đây. Thì mình sẽ tích vào đây. Rồi, mình ấn vào phần là tiếp tục. Rồi, giờ đến bước xác minh giấy tờ. Tải lên hình ảnh, chụp rõ nét các thứ. Ok, rồi, tiếp tục. Thì mình sẽ chụp bằng camera luôn. Đây, nó cũng tích sẵn rồi. Thì mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục. Rồi, Binance muốn truy cập camera của các bạn thì các bạn ấn vào phần là cho phép.
Đảm bảo các trường thông tin phải nhìn được, tức là các bạn cần phải chụp rõ ràng, nó không bị bóng. Đây, mình sẽ làm luôn cho các bạn. Ví dụ đây là cái chứng minh nhân dân của các bạn chẳng hạn, thì các bạn không được chụp bóng nhá. Không được chụp nó bóng như thế này này. Nó bóng 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 vào cái tên như này là không được này. Các bạn cần phải căn lên trên phía trên để nó không bóng thì nó sẽ tự quét. Đây, mình sẽ giữ sao cho nó không bóng nhá. Ok, và nó vừa có cái tích như vậy là được rồi. Bây giờ thì nó yêu cầu xoay sang mặt sau thì mình cũng xoay sang mặt sau. Các bạn chú ý là cũng cần phải căn cho cái góc nó không bị bóng nhá. Và các bạn lấy tay che cái đèn đi, đây, như thế này này. Đó, nó có cái tích như thế, tức là các bạn đã quét thành công và tài liệu đã được tải lên cho Binance rồi. Rồi, mình sẽ ấn vào phần là tiếp tục. Đây, tài liệu đã tải lên rồi đây. Rồi, yêu cầu xác minh người thật và đây là cái bước cuối cùng để các bạn xác minh danh tính. Và ở đây thì các bạn chú ý là bỏ hết mũ hoặc là các cái vận dụng che mặt, như mình là mình đeo kính thì mình cũng sẽ bỏ kính ra. Rồi, mình sẽ bỏ kính ra. Mình ấn vào phần là tôi sẵn sàng. Rồi, lúc này thì mình sẽ soi cái camera trước vào mặt của mình. Đấy, nó bảo lắc đầu thì mình lắc đầu đây. Rồi, và như vậy là đã hoàn thành, mình đã hoàn thành xong tất cả các bước xác minh danh tính, chụp chứng minh nhân dân ở trên Binance rồi. Và bây giờ thì cái đơn của mình nó đang được xét duyệt. Mình sẽ ấn vào phần đến trang chủ. Đó, thì các bạn có thể thấy đây, đây là cái tài khoản Binance mà mình vừa mới tạo. Và hiện tại cái trạng thái của nó vẫn còn đang xét duyệt. Thông thường thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10-15 phút thôi, hoặc cùng lắm là 24 giờ thì các bạn sẽ có kết quả. Thì lúc này chúng ta đã có tài khoản ở trên Binance rồi, thì các bạn có thể thoát ra cho mình. Các bạn vào cho mình App Store. Rồi, rồi sau đấy các bạn tìm kiếm cho mình cái app Binance ở trên này. Đây, mình sẽ ấn vào đây là Binance. Được rồi. Đó. Đây, Binance đây, mua Bitcoin Crypto đây. Rồi, các bạn ấn vào phần là tải xuống. Thì chúng ta sẽ đăng nhập ở trên này. Thì khi mà tài khoản của chúng ta có thông báo thành công hay là có vấn đề gì, sau khi đã tải xong thì các bạn mở app lên cho mình. Rồi, cho phép Binance theo dõi thì mình sẽ ấn vào phần là cho phép. Binance muốn gửi thông báo cho bạn thì mình cũng ấn vào phần là cho phép. Rồi, bạn là kiểu người dùng nào? Người mới làm quen. Đây, mình là người mới, mình sẽ ấn vào đây. Rồi, đây là cái màn hình đăng ký nhưng mà mình đã có tài khoản rồi, thế nên là mình sẽ tắt nó đi. Và đây chính là cái giao diện ở trên sàn Binance và chúng ta đã có tài khoản rồi nên chúng ta sẽ ấn vào phần là đăng nhập. Ở đây thì các bạn điền số điện thoại mà các bạn vừa đăng ký vào đây. Rồi, ấn vào tiếp theo. Tiếp theo là phần mật khẩu, chính là cái mật khẩu vừa nãy mình tạo, đó là xin chào 123 chữ X ở đầu viết hoa ấy. Đây. Đây, xin chào 123 chữ X ở đầu viết hoa đây. Rồi, mình ấn vào phần là tiếp theo. Và ở lần đầu tiên các bạn đăng nhập vào trong app Binance này thì họ sẽ yêu cầu bảo vệ cái tài khoản của bạn. Thì ở đây họ khuyên dùng là mã xác thực thì mình sẽ tích vào cái mã xác thực này. Rồi ấn vào phần kích hoạt. Rồi, ở đây thì nó sẽ sử dụng một cái chuỗi mã để mở khóa bằng cái ID của mình. Đây, mình sẽ mở khóa bằng khuôn mặt. Mình ấn vào phần là tiếp tục. Ok, và như vậy là mình đã thêm được cái mã khóa thành công bằng cái khuôn mặt của mình. Ok, và như vậy là mình vừa bảo mật xong cái tài khoản của mình bằng cái khuôn mặt của mình rồi. Thì lần sau khi mà mình nạp tiền vào, bán ra hay là giao dịch lớn thì nó sẽ yêu cầu xác minh khuôn mặt của mình thì mới có thể giao dịch. Thì đây là một cái bước rất là an toàn cho người dùng Binance. Thì như các bạn có thể thấy là do mình dùng một cái căn cước công dân fake, một cái căn cước công dân demo để làm ví dụ cho các bạn, thế nên là cái tiến trình xác minh danh tính này nó không thành công. Thì các bạn có thể ấn lên phía trên bên tay trái của mình cái logo Binance nhỏ nhỏ này. Rồi, ấn tiếp theo này. Được rồi, thì như các bạn có thể thấy ở đây là cái tích của nó là không thành công. Thì tí mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình để cho các bạn xem là khi các bạn xác minh thành công xong nó sẽ như thế nào. Ở đây thì các bạn có thể ấn vào phần là chạm phần thưởng. Ở đây thì nó viết hơi thiếu, mới có chữ chạm phần thôi. Thì đây là chạm phần thưởng. Đó, thì khi các bạn đăng ký bằng cái link của mình ấy thì các bạn có thể nhận được rất nhiều các cái voucher hoàn tiền USDT ở trên này. Đây, 20 USDT này, 30 USDT, 50 USDT. Hoặc các bạn có thể ấn xem thêm ở đây.
Đó, nó hiện ra rất nhiều các nhiệm vụ và nếu các bạn hoàn thành các bạn có thể nhận được 75 đô này, 125 đô này, 300 đô này, 20 đô này, 30 đô. Rất nhiều ở dưới này và tổng cái giải thưởng này nó lên đến 600 đô. Ok, và mình vừa mới đăng nhập vào trong cái tài khoản của mình. Tài khoản của mình thì đã được xác minh rồi. Đây, thì mình sẽ ấn lên trên này cho các bạn xem. Đó, như các bạn có thể thấy đây là tài khoản của mình. Mình đã đổi tên thành Dương Alex và nó đã có tích đã xác minh rồi. Thì nếu các bạn nhìn thấy cái tích xanh đã xác minh này rồi thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn đã xác minh danh tính thành công ở trên tài khoản Binance rồi. Lúc này thì các bạn có thể chuyển sang cái phần Binance Pro đây. Binance Pro. Thì nó sẽ chuyển sang cái giao diện Pro của Binance. Đây là cái giao diện đầy đủ nhất để các bạn có thể nạp tiền vào, giao dịch mua bán các đồng coin cũng như là giao dịch future ở trên này. Rồi, phần thị trường này. Đó, mua Bitcoin, ETH hay BNB này. Giao dịch mua bán các đồng coin đây, ở trên này. Rồi, đấy, mua bán các đồng coin và giao dịch future đây. Đấy, giao dịch future hợp đồng tương lai. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để có thể nạp tiền vào, giao dịch mua bán các đồng coin, rút tiền ra, giao dịch future như thế nào. Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước một ở video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau.